Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin những ngôi sao sẵn sàng bán mình cho các nhà tài phiệt của Nga. Hàng triệu đô la đã được chi cho các buổi tiệc tùng sang trọng của các triệu phú Nga. Trong khi các nhà tài phiệt Nga sống trong một sống xa hoa vô tư trong nhiều thập kỷ và phung phí hàng tỷ đô la của họ mà không cần kiềm chế, thì cuộc sống vô tư của họ giờ đây đã kết thúc. Các lệnh trừng phạt của châu Âu đang đánh mạnh vào các nhà tài phiệt bởi du thuyền và biệt thự đang bị tịch thu, tài khoản bị đóng băng và các tỷ phú thậm chí còn không có tiền để trả tiền lò sưởi, tiền điện cho các biệt thự của mình. Đây là hình ảnh du thuyền trị giá gần 600 triệu đô la của nhà tài phiệt Nga bị Đức tịch thu. Trước cuộc chiến khốc liệt của Vladimir Putin, 69 tuổi ở Ukraine, những người bạn đầu sỏ của ông ta sống trong cảnh xa hoa và vênh váo, và nhiều ngôi sao lớn được hưởng lợi từ điều đó. Những người Nga giàu có đã chi hàng triệu đô la để đón các siêu sao bay tới biểu diễn cho đám cưới, sinh nhật, tiệc đêm giao thừa và các lễ kỷ niệm khác. Dưới đây là một số siêu sao đã được các nhà tài phiệt đưa đón và họ được hưởng một cách hậu hĩnh như thế nào. Janet Lawrence. Đây là hình ảnh của Lawrence, là người đã được các nhà tài phiệt đưa đón nhiều lần cho các bữa tiệc riêng tư của mình. Bữa tiệc này rất sang trọng, được tổ chức trong những khách sạn hoặc các du thuyền lộng lẫy. Jennifer Lopez, 52 tuổi, đặc biệt đắt giá nhưng cũng được giới tài phiệt đặc biệt ưa chuộng. Mikhail, 64 tuổi, đã chi tới 900 triệu euro vào năm 2016 cho đám cưới của con trai mình, một trong những đám cưới tốn kém nhất hành tinh. Đây là hình ảnh nhà tài phiệt người Nga Mikhail rất thích tiệc tùng xa hoa. Theo Gala, Kosev cũng đã mời Zenith Lopez trong dịp này với số tiền 1 triệu euro. Và đây không phải là lần đầu năm. Năm 2006, nữ ca sĩ này đã được nhà tài phiệt người Nga Theman đặt trước cho bữa tiệc sinh nhật của mình với số tiền khổng lồ là 1,5 triệu euro. Một năm sau, chủ ngân hàng Nga Andrei đã chi tới 1,7 triệu euro cho bữa tiệc biểu diễn riêng của diva nhạc pop Sting. Đây là hình ảnh nhạc sĩ người Anh Sting cũng không ác cảm với các thu nhập của mình. Nhưng ông ta có cần nói không là câu hỏi được đặt ra. Theo tạp chí Gala, siêu sao Sting, 70 tuổi, cũng chấp nhận lời đề nghị của Mikhail và biểu diễn trong đám cưới lớn của con trai, Zai, 33 tuổi của mình, đã kết hôn với một sinh viên nha khoa bằng một trong những bữa tiệc tốn kém nhất thế giới. Theo tạp chí Forbes, Mikhail đã kiếm tiền từ các thương vụ dầu mỏ và dường như thích chi tiêu vào những bữa tiệc xa hoa với những nhân vật nổi tiếng. Eric Quy. Đây là hình ảnh Eric Quy, con trai của Julio, đặc biệt nổi tiếng với những bài hát tình tứ. Nhạc sĩ nổi tiếng tiếp theo được các nhà tài phiệt Nga như Mikhail mời tới là ca sĩ Eric Quy, 46 tuổi, với những bài hát tình tứ. Hiện chưa rõ nhà tài phiệt đã trả bao nhiêu tiền cho con trai của Julio. Với khối tài sản riêng ước tính tới hơn 5 tỷ euro, Mikhail có ngân sách rất lớn và hay chi cho những buổi tiệc tùng sang trọng như vậy. Lady Gaga. Đây là hình ảnh Lady Gaga giờ đây không chỉ là một thần tượng nhạc pop mà còn là một ngôi sao Hollywood thực sự. Roman, 55 tuổi, muốn bắt đầu năm 2014 bằng một khách mời là siêu sao rất đặc biệt, đó là Lady Gaga, 35 tuổi, để phục vụ cho bữa tiệc đêm giao thừa trên du thuyền sang trọng của mình. Ông ta đã đặt ngôi sao với giá tới 1,8 triệu euro. Đối với tỷ phú Abramovich, một trong những người giàu nhất thế giới, thì đây chỉ là chuyện vặt. Bạn tình chàng trai khi đó là Dara, 40 tuổi, đặc biệt là hài lòng với màn trình diễn ca hát của Lady Gaga. Nghe nói đây là một món quà dành cho bạn gái của ông. Mariah Carey. Đây là hình ảnh Mariah Carey được trả tiền hậu hĩnh cho những màn trình diễn riêng của mình. Thậm chí cô ta còn đòi nhiều tiền hơn cả Jennifer Lopez
Theo tạp chí Daily Mail, nhà tài phiệt người Nga Vali Kogan đã trả tới 2,5 triệu USD để Mariah Carey, 52 tuổi, biểu diễn bài hát nổi tiếng tại đám cưới của cháu gái mình. Ngôi sao Hollywood Antonio cũng được mời tới dự đám cưới và đã có bài phát biểu chúc mừng cặp đôi mới cưới. Chắc chắn đây cũng không phải là một dịch vụ thân thiện và miễn phí. Enterzon. Đây là hình ảnh tài sản của ông Enterzon ước tính tới gần nửa tỷ đô la, nhưng Enterzon vẫn có thể được đặt cho các buổi biểu diễn riêng của mình. Siêu sao nhạc Enterzon 74 tuổi cũng được chào đón tới dự đám cưới cháu gái của nhà tài phiệt người Nga Kogan. Nghe nói Enterzon không bao giờ đòi dưới 1 triệu đô la cho các buổi biểu diễn của ông. Emmy. Đây là hình ảnh ca sĩ nhạc jazz người Anh chết vì ngộ độc rượu vào năm 2011. Theo tờ báo Daily Mail, một doanh nhân bí ẩn đã trả 1 triệu bảng Anh, tức là tương đương khoảng 1,2 triệu euro, cho buổi biểu diễn riêng kéo dài 2 giờ của Emmy. Qua đời khi mới 28 tuổi ở Moscow vào năm 2010. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết doanh nhân đó là ai, nhưng trong số những vị khách có nhà tài phiệt người Nga Mikhail. Chuyến bay trên phi cơ riêng và chỗ ở trong một khách sạn sang trọng ở thủ đô nước Nga cũng được dành riêng cho nữ ca sĩ này. Kính mời các bạn xem bản tin Putin cho bắt giữ tướng lĩnh hàng đầu, bất tài hay phản bội. Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra rất không hài lòng với diễn biến của cuộc chiến tại Ukraine. Đây là một cuộc chiến xâm lược. Sau khi sa thải một số sĩ quan và quản thúc tại gia, một số nhân viên mật vụ, ông được cho là đã ra lệnh bắt giữ một vị tướng khác. Đây là hình ảnh bài báo trên kênh truyền hình Đức NTV đăng tin về vụ việc này. Về mặt chính thức thì Vladimir Putin tiếp tục tuyên bố rằng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, về mặt nội bộ, Tổng thống Nga hoàn toàn không hài lòng về sự phát triển của cuộc chiến xâm lược của ông ở quốc gia láng giềng. Tờ báo The Telegraph dẫn lời từ một bộ trưởng Anh cho biết ông đã ra lệnh bắt giữ tướng Roman Galov, một trong những sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Nga. Tuy nhiên, Duma, Quốc hội Nga đã phủ nhận tin này và nói rằng Kadyrov chỉ đơn thuần là từ chức. Đây là hình ảnh tướng Roman Kadyrov được cho rằng đã bị Putin bắt giam. Putin đã có một bài phát biểu đáng lo ngại vào tuần trước diễn ra giữa bối cảnh cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng một xa lầy. Nga được cho rằng đã mất khoảng hơn 7.000 quân và rất nhiều phương tiện chiến tranh. Trong đó Putin một lần nữa bảo vệ chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng trước những tổn thất ngày càng gia tăng, ông cũng tuyên bố rằng Nga sẽ thanh trừng những kẻ phản bội. Theo Moscow, cho đến nay đã có 498 chiến sĩ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự. Mỹ thì cho rằng thiệt hại thực tế của Nga lên tới 7.000 binh sĩ và 21.000 người bị thương. Ukraine thì tuyên bố họ đã giết chết 13.500 binh sĩ Nga. Tướng Roman Kalilov, phó tư lệnh vệ binh quốc gia Nga, ông được cho là chỉ huy dẫn đầu cuộc xâm lược Ukraine, nhưng đã bị tổn hại nặng nề trong cuộc chiến xâm lược này. Và gần 1.000 tù binh của quân đội Nga đã bị Ukraine bắt giữ. Đây là hình ảnh xe tăng và phương tiện chiến tranh của Nga bị vứt lại vùng vãi khắp nơi tại Ukraine và người dân thường kéo về. Lãng phí nhiên liệu, hai cách giải thích đang được đưa ra để biện hộ cho vụ bắt giữ. Christo Konev, chuyên gia về Nga tại mạng lưới nghiên cứu Belgrad, viết trên trang tweet một nguồn tin thông báo với ông rằng Kadyrov đã tiết lộ thông tin quân sự dẫn đến thiệt hại về nhân mạng. Hai nguồn tin khác nhau nói rằng ông ta đã lãng phí nhiên liệu. Với một bình luận, Konev cho biết rõ ông ta nghĩ gì về lý do nhiên liệu. Chuyên gia Nga này cũng không thể xác nhận được hay bác bỏ việc Kadyrov có thực sự tiết lộ thông tin quân sự hay không. Điều duy nhất rõ ràng là Kadyrov đã bị trừng phạt. Báo chí Nga do nhà nước kiểm soát đưa tin rằng vị tướng này đã bị sa thải. Đây là hình ảnh ông tướng Kadyrov đã bị Putin sa thải bất ngờ
vì thất bại trong cuộc chiến xâm lược tại Ukraine. Quản thúc tại gia và sa thải. Vụ bắt giữ này là một trong những loạt các biện pháp trừng phạt cá nhân. Một tuần trước có thông tin cho rằng Putin đã sa thải 8 tướng lĩnh. Thông tin nói rằng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó rõ ràng là trái với những gì đã được mong đợi sẽ không có thành công quân sự nhanh chóng ở Ukraine như Putin từng nghĩ. Cũng một tuần trước có thông tin cho rằng Tổng thống Nga đã công kích những người chịu trách nhiệm về đối ngoại của cơ quan mật vụ trong nước FSB tại một cuộc họp an ninh. Nhà báo điều tra, chuyên gia về Điện Kremlin và chuyên gia quân sự Andrei từ tờ báo trực tuyến độc lập Medusa đã viết trên trang tweet rằng Putin đã quản thúc người đứng đầu Sergei Berada và cấp phó của ông ta. Họ bị cáo buộc đã cung cấp thông tin được tô hồng cho Putin trước chiến tranh và làm cho Putin tưởng rằng người Ukraine sẽ chào đón khi quân đội của Putin tràn đến đất nước này, nhưng hoàn toàn ngược lại. Đây là hình ảnh người đứng đầu cơ quan mật vụ trong nước FSB Sergei Bezeda đã bị Putin quản thúc. Tổng thống Nga đã không thể che giấu sự tức giận của mình trước diễn biến của cuộc xâm lược và các lệnh trừng phạt quốc tế đang áp đặt ngày một nhiều lên nước Nga. Trong bài phát biểu của mình trong tuần, ông tuyên bố sẵn sàng trừng phạt những người mà ông cho rằng có trách nhiệm. Ông Putin nói rằng, bất kỳ dân tộc nào, đặc biệt là dân tộc Nga, sẽ luôn có thể nhận ra những kẻ điên rồ và những kẻ phản bội và khạc nhổ chúng ra như người ta khạc nhổ một con ruồi đã bay vào miệng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự thanh lọc xã hội thực sự và sự cần thiết như vậy sẽ chỉ tăng cường sức mạnh của đất nước chúng ta. Và một số tướng lĩnh của Nga gần đây liên tục bị hy sinh và bắn chết tại chiến trường Ukraine. Điều này gây nên tổn thất to lớn cho quân đội Nga. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tổn thất cấp cao của phía Nga tại Ukraine cũng đang ngày một gia tăng. Tính đến tuần thứ 3, thì 3 tướng lĩnh của quân đội Nga được cho là đã thiệt mạng. Theo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, Vitali Kemysh, 45 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giành thành phố Kharkov lớn thứ 2 của Ukraine. Thiếu tướng Nga Andrei Suklik trước đó đã hy sinh trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, vị tướng tử vong thứ 3 được cho là thiếu tướng Andrei Kolelokov. Nhà báo Kostev của Belgrad tóm tắt tình hình Nga trên trang tweet như sau. Có một điều rõ ràng là Putin nhận ra tình trạng lộn xộn của chiến dịch này. Thật là tệ khi ông ta đổi ngựa giữa dòng, một điều cấm kỵ lớn trong chiến tranh.